lỗi phải người khác đó. Đó là, cái đó là cái bản ngã của mỗi người. Nhưng mà khi mà tôi va chạm vào cuộc sống và nhất là vào vai diễn của một bà chủ lấy một người chồng nổi tiếng, thì tôi vào nhiều vai diễn lắm. Và phải diễn làm sao, sống làm sao. Nói từ diễn ở đây thì giống như là một diễn viên thì không phải, nhưng mà có nghĩa là tôi vào nhiều vai. Thì tôi mới thấy rằng là cái sự thông cảm nó rất là quan trọng. Có khi mình chỉ thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Mình có thể lỗi phải người khác, mình chỉ trích người khác, hay là mình có thể là mình không bằng lòng cái này, mình không vừa lòng cái kia. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị, không biết là quý vị có... Ở đây tôi nghĩ là ở đây quý vị tất cả đây hình như là người nào cũng đã trưởng thành hết rồi. Quý vị có biết rằng khi mà tôi đi vào tù á, thì tôi cảm giác như tôi bị trừng phạt đó, quý vị có tin không? Tôi phải học được những cái bài học mà chính bản thân tôi nhận ra được, và tôi phải tự trưởng thành. Vì khi ở ngoài đời nó quá nhiều điều kiện, tôi không biết rằng là mình như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Nhưng mà cái thời gian 2 năm rưỡi qua đó, tôi cảm giác như là đâu đó tôi cũng phải tự coi là bản thân mình là tôi bị trừng phạt. Quý vị biết không, bản thân tôi là một người rất khó tính. Thấy tôi như thế chứ tôi rất là chỉnh chu. Tôi không bao giờ ăn đồ nhựa hay là xài những cái đồ gọi là bình dân. Nhưng khi tôi vào tù rồi thì tôi mới gọi là gặm nhấm tất cả những cái gì mà cuộc đời tôi chưa từng nếm trải qua. Một sự ghẻ lạnh, một sự cô đơn và một sự cô độc. Và tôi phải xài tất cả những thứ mà tôi nghĩ rằng cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi phải sử dụng. Cho nên tôi cảm giác có những lúc tôi cảm thấy mình bị trừng phạt thì đúng hơn, và tôi đã học được bài học để trưởng thành là mình phải thích nghi vào mọi hoàn cảnh. Khi tôi xác định được điều đó thì tôi bớt đau khổ hơn. Bởi vì khi tôi bắt đầu bước chân vào đó thì tôi cũng xác định rằng là người ta sống được, mình sống được. Nhưng mà ôi thôi, nó quá khổ đau. Thì quý vị biết không, cách nhau có một cánh cổng đó mà xa nghìn trùng. Đó, cho nên đó, khi mà tôi xuất thần, tôi làm một bài thơ. Mà cái đêm đó, một chị tử tù đã đi thi hành án. Và quý vị biết rằng là tôi nhốt cái phần, một cái cửa trên và phía dưới là tất cả là chị em tử tù. Thì tôi xuất thần, tôi làm ra một cái bài thơ. Thì phần đầu á, thì tôi làm cho tôi, nhưng mà cái phần sau á, thì tôi làm cho những chị em tử tù. Và quý vị biết là nói gì thì tôi cũng cảm ơn những ngày tháng đó, những cái động lực để cho tôi sống. Bởi vì tôi biết rằng là tôi có ngày trở về, còn họ là mãi mãi sẽ không được trở về. Và họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nếu mà nói về tội của họ đó, thì họ đã gây ra xã hội rất nhiều hệ lụy. Nhưng mà khi đã là con người với nhau rồi á, khi vô tận cùng của sự khổ đau rồi, mình nhìn nhau á, thấy nó đau đớn lắm. Mà mình phải chứng kiến một người mới vừa ca hát với mình, thằng nghiêu ngao hát cho mình nghe, xong rồi tối xuống đi thi hành án. Thì tôi sẽ đọc cái bài thơ, một đoạn ngắn cho quý vị nghe. Sau khi mà tôi xuất thần nha quý vị, tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được thơ, mà tôi còn sáng tác được nhạc nữa mới ghê chứ. Có một cái đoạn như này nè. Để tôi đọc cho quý vị nghe. Cái đọc phần trên là của tôi. Hỡi ơi thế thái nhân tình, sao bao giông tố một mình ta mang. Đời ta nhiều nỗi đa đoan, không than không oán, tự ta tự tình. Trong ta có một chữ tình, tình yêu đất nước, tình yêu đồng bào. Là tôi nói về phần tôi. Xong rồi tôi mới nói tới mấy chị tử tù là cơm tù canh tội ngóng trông. Vì là vô tới đó rồi chỉ trông ngóng cơm tù thôi quý vị. Mà tôi lại nói dùng từ là cơm tù canh tội ngóng trông, chôn chân số kiếp tuổi đời thanh xuân. Sống trong sợ hãi tột cùng, sợ khi đêm xuống lìa xa cõi đời. Chị đêm xuống sợ lắm. Bao nhiêu mộng ước xa vời, đi mây về gió chờ nơi tử thần. Trách trời, trách đất, trách ai, trách cho số kiếp tàn phai chốn này. Lao lý là cõi đọa đầy, để ta chứng kiến đêm ngày khổ đau. Bao than, bao oán, bao hờn, cách nhau cánh cổng mà xa nghìn trùng. Một trời đau đớn biệt ly, câu ca tự phát tự tim con người. Hát hát, nói nói, khóc cười,
Ba má ơi, Chí Hòa đâu có xa, đi hoài sao không đến nơi. Mau rước con về đi ba má ơi, cho con về với quê nhà, cho con đoàn tụ ông bà tổ tiên. Nghe xong lòng muốn đảo điên, hóa điên để được bình yên chốn này. Hỡi ơi thế thái nhân tình, sao bao giông tố ngẫm rồi vương mang. Thương thay số kiếp lầm than, tình tiền tù tội đeo mang kiếp người. Và tôi đã sáng tác 48 câu thơ Lục Bát. Trong một đêm tôi tức thần, vì tôi đã chứng kiến một bạn đó đã đi thi hành án. Mà quý vị biết rằng là đa số là ma túy, kể cả đi tù 90% là ma túy. Mà ở ngoài thì là ông trùm, bà trùm rồi đó. Tất cả những cái gì họ làm, tới khi vào đó rồi thì coi như là cái mạng cũng không còn. Gieo nhân thì gặt quả, gieo bao nhiêu cái hệ lụy cho xã hội. Thì tới chừng mà đi phải chấp nhận một cái bản án tử hình là không bốn bức tường, cho đến ngày mà phải nhận đi hành án. Cho nên là đã quá nhiều cảm xúc cho tôi. Phải nói là tôi cũng cảm ơn những người đó đã cho tôi động lực để tôi sống. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ và rất là biết ơn mọi người, thầm biết ơn họ. Vì đâu đó mình so sánh mình với họ là mình vẫn còn niềm tin để sống, để trở về. Và hôm nay tôi đã thực sự trở về. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, thưa quý vị, khi mà nghe ấy ra câu chuyện mà khi mình chia sẻ ra để mọi người có thể hiểu nhau hơn. Nhưng nếu cứ nhắc mãi về cái nỗi đau ấy thì không, nó sẽ là... Không phải là nhắc mãi niềm đau ấy, nhưng mà cái mục đích của cô muốn nói rằng là cố gắng sống đừng vi phạm pháp luật. Dạ, để rồi mình phải trả một cái giá, bởi vì mình ăn cơm ngày có hai bữa, mình cũng sống như những người khác. Đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình làm một cái đó rồi. Cô nói thật lòng, khi mà cô tiếp xúc rồi á thì cô mới thấy rằng nó là một trong những cái hệ lụy mà nhân quả là tìm tới ngay. Không có một người nào mà dính vào ma túy mà không phải vướng vào tù tội, hiếm lắm. Không trước thì sao, thế nào cũng phải dính. Có những người tinh vi đến nỗi mà họ không thể nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ xa lưới, nhưng mà cuối cùng chính bản thân họ cũng không nghĩ là họ, nhưng mà rồi phải trả giá thôi. Cho nên là tôi khuyên mọi người là bây giờ trong xã hội có quá nhiều cái kiểu cách để mà nó đưa ma túy vào Việt Nam, để mà hệ lụy cho cái thế hệ trẻ sau này, trong đó có con em chúng ta và đất nước. Mỗi ngày mỗi coi như nhiều tội phạm thêm, thì cố gắng làm sao. Cô nói là cái nơi cô ở là 90% là ma túy, là phải biết. Yeah. Phải biết là con số khủng tới mức nào. Hỏi ra toàn ma túy, hỏi ra toàn ma túy. Còn những cái án khác thì là rất là ít lắm, hiếm hoi lắm. Dạ, như vậy đó cũng là lý do vì sao mà ngày hôm nay có buổi talk show Thông Cảm Hay Vô Cảm. Bởi vì không phải chỉ là chia sẻ về một câu chuyện với góc nhìn của một cá nhân đâu, mà qua đó là lan tỏa lên những cái thông điệp và ý nghĩa cho cộng đồng. Rằng đầu tiên là sống, làm việc theo pháp luật. Đúng và rồi. Tiếp theo là chúng ta, những ai mà đang sống vô cảm, hãy biết mở rộng trái tim, tấm lòng của mình để chia sẻ, thông cảm và cũng như giúp đỡ những người xung quanh. Vì vậy mà ngày hôm nay, bên cạnh những câu chuyện mà cô Hằng chia sẻ, thì chúng tôi muốn đặt thêm một câu hỏi nữa cho các bạn.